Em chào chị Ngọc Lan và chào cô, chào tất cả các bạn khán giả đang xem chương trình. Em tên là Mã Thú Phụng, thì hiện tại em đang là một CEO cho một công ty mỹ phẩm mà đến từ Nhật Bản. Năm nay em 24 tuổi. Wow, còn trẻ mà làm CEO là thấy ngon lành rồi. Lần đầu tiên mà mình biết được cái tin mình mang thai, lúc đó cảm giác mình như thế nào? Cái lần đầu tiên mà em biết tin em mang thai á, thì là nó cũng không có trong cái dự định hay là trong cái tầm kiểm soát của em luôn. Cái lúc mà em cưới chồng là lúc đó em chỉ có 21 tuổi rưỡi thôi. Em cũng nghĩ là thôi chắc là mình cũng đợi vài năm rồi mình chơi cho đã đi, rồi mới bắt đầu là mình có con. Tại mình có sớm quá thì sợ không chơi được. Cũng không ngờ luôn, ông trời cho em sớm quá. Ngày sau khi đêm tân dính luôn. Hôn, cái là dính luôn. Dính luôn. Thật ra đây là một điều may mắn đó quý vị ơi. Tại vì có rất cái là nhiều đêm hôm ấy, đêm gì Nguyễn Du đã từng viết như vậy thưa quý vị. Đêm tân hôn thì có con. Đúng rồi. Nhưng mà thật chất á, tại vì do là trong cái thời gian đó em không có, giống như là chỉ có đêm tân hôn xong, sau đó thì một tháng luôn là hai vợ chồng không có gần gũi với nhau. Hả? Đi tuần trăng mật đồ này nọ luôn. Nhưng mà tại vì đi chơi chung với bạn á, thì em ở chung phòng với bạn luôn. Hả? Thì đâu có làm được cái gì. Cái bốn đứa án binh bất động. Án binh bất động nhau. Vui chơi lành mạnh chị ơi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nghe cái câu chuyện là đi tuần trăng mật mà đi thêm một cặp nữa. Sau khi mà đi chơi du lịch về, hai đứa ngủ rồi, tự nhiên 4 giờ sáng em cảm thấy rất là đói. Em không biết tại sao mà em lại đói cồn cào như vậy. Xong rồi em mới đập ông chồng em dậy. Xong cái em cũng đi ra siêu thị tiện lợi để em mua đồ ăn về. Nhưng mà nó có bán luôn cả cái que thử thai. Mà em thấy rất là nhiều. Xong rồi em mua đem về, em để chữ. Em để chữ. Có nghĩa là em nghĩ là để khi nào mua hàng khuyến mãi á, quá. Em hốt hết luôn á, trong đó có mười mấy hộp em đem về hết. Cái gì dữ vậy em? Tại em sợ. Tại em cũng lần đầu, em cũng còn trẻ nên không có kinh nghiệm mấy cái đó. Sợ thử bị hư que. Đúng rồi, có nhiều khi mình tới mà mình thử mà không có trúng. Đó, cho nên là em cũng mua đem về em chữ. Gom hết nguyên trên kệ hàng của người ta luôn. Em đem về em để. Cái ngày hôm đó cũng chưa tới chu kỳ kinh nguyệt của em luôn. Là còn một tuần nữa thì mới tới. Xong rồi em cũng nảy ra một cái ý định là em không biết là cái que thử nó có chính xác hay không. Nên là em mới test que. Test que. Mà em test rất mắc cười, em bắt ông chồng em. Em bắt ông chồng em, ổng phải đi nước tiểu ra cho em test thử. Và em lấy nước tiểu của em luôn. Sau đó em cắm hai cái que vô để em coi cái độ chính xác. Làm sao mà thử que thử thai trên nước tiểu của nam giới? Em không biết cái hành động phỉ báng rồi đi học, tôi không chấp nhận được. Tự nhiên cái nó lên một cây hay một vạch, một cây hai vạch. Em không có, biết là em có nhớ cái nào của đứa nào không? Em không nhớ, em không biết là của đứa nào. Em không nhớ, em không biết là của đứa nào. Rồi mà sau đó thì em cũng nghĩ là thôi chắc cái que nó sai. Cái xong rồi em ngủ một giấc tới sáng. Cái em cũng là lọ mọ đem vô thử. Thì ai dè đâu nó ra vạch thứ hai rất là mờ luôn. Cái em nghĩ là chết rồi, mờ như vậy là không biết là nó đúng hay là nó sai nữa. Lo lật đật hai vợ chồng xách nhau ra bệnh viện. Đó thì mới thấy là có em bé rồi nhưng mà chưa có tim thai. Vì cái lý do là phải chơi cho đã thì hãy có con. Thế thì bây giờ đụng một phát mình biết thì cái lúc đó cảm giác của em á, ngoài gì vui gì có con không bàn, nhưng mà có chút gì hụt hẫng, tiếc nuối, đau khổ vì trời ơi như vậy rồi sao, bao nhiêu kế hoạch đi chơi. Lúc đó thì em cũng chưa suy nghĩ nhiều. Tại em nghĩ là nó nằm trong bụng rồi, thì giờ mình đi mình xách nó đi luôn, cuối thai kỳ luôn. Kể cả lúc mà mang bầu bự luôn á, em vẫn còn đi. Ông chồng em kêu là con nhỏ này chắc sau này là chân nó cũng đi dữ lắm. Tại vì trong bụng là nó đã đi rồi. Em cũng còn nhỏ nên cũng không có biết gì, cũng không biết là mình có thai, nên trước đó em phải uống thuốc sắt nhiều, bổ sung sắt nhiều. Một ngày có thể là em uống tới 4 viên thuốc sắt. Cho nên là bác sĩ có nói là sẽ rất là bón. Mà trong chu kỳ em rất là bị khó chịu luôn cái vấn đề mà bị bón. Bác sĩ có nói với em là nếu như mà em bón nhiều như vậy thì chỉ sợ là em bé nó sanh non. Cũng phải cố gắng là ăn uống cho nó nhiều chất vô. Nhưng mà ăn vô thì nó không vô, không có vô con. Nó vô mẹ em. Em mập thù lù rú lú. Một con em đẻ ra có 3kg rồi. 3kg là đúng ngày đúng tháng luôn, là 40 tuần luôn á. Nếu như 38 8 tuần mà em đẻ ra là nó có 2,7 kg, nó rất là nhỏ mà em tăng tới 21 kg. Hôm nay em còn rất là nhỏ. Em nghĩ là trời ơi chết rồi, mình rất là sợ dơ, mà sau này con mình mà nó ị á thì không biết ai dọn. Em cũng đang nghĩ cái đó trong bụng, em cũng lo lắm.
Xong rồi em cũng chia sẻ cho chồng em, thì chồng em kêu là không, sau này anh làm hết cho. Em hỏi là giờ thí dụ mà con bú rồi nọ mà em mệt quá em ngủ thì sao? Thôi để anh làm cho, cái gì anh cũng làm cho. Trời ơi, đẻ ra nha chị, chỉ cần nó đánh bơm cái là ổng đi rồi. Phải gọi điện kiếm, ủa anh đi đâu? À, anh mới đi ra ngoài mua đồ một cái. Ý như rằng 10 lần như là 10 lần giờ như mình vậy. Hát theo anh Nhung Hoàng Phúc là hứa thật nhiều, hay là hát theo chị Nhật Kim Anh là thà người đừng hứa? Không, không, cái chuyện đó để từ từ đi, từ từ, từ từ, đúng không? Từ từ, mọi người gấp quá. Cái giai đoạn là mình đi xin. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Em là không có cái triệu chứng gì gọi là vỡ ối hay là ra huyết hay cái gì hết á. Bác sĩ dặn là khi nào mà nó gò nhiều quá hay vỡ ối là phải chở đi bệnh viện liền. Thì cái lúc mà em sinh á, thì nó nằm trong khoảng thời gian Tết, thì nó đường vắng vẻ lắm. Em cũng mong là em bé nó ra ngay lúc đó để em chạy cho kịp. Mà em đợi tới mùng 8 rồi, chết rồi, sao con em nó chưa ra. Em đợi hoài tới mùng 9 cũng không thấy gì. Đi khám bác sĩ hỏi là có cơn gò chưa, chưa luôn. Em đi đợi tới mùng 13 luôn, là tới ngày dự sinh luôn. Là đêm hôm trước đó là em biết là ngày mai là ngày dự sinh. Bác sĩ kêu là em vẫn lên đi. Thì tối hôm đó em đi ăn hết tất cả thế giới luôn. Tối hôm đó thì hai vợ chồng cũng la lết tới 2 giờ sáng mới về đến nhà. Ngủ tới khoảng tầm 6 giờ thôi là bác sĩ đã phải dặn là đi lên rồi. Mà ba mẹ không biết gì hết, tại vì em cũng không biết em có đẻ hay không, cũng không biết đường để báo, em chỉ là nghĩ là lên khám thôi. Tử cung nó ôm em bé chặt quá cho nên là bác sĩ kêu là cái cách tốt nhất á, thì vẫn là nên mổ. Nhưng nếu như em vẫn quyết định là em đẻ thường á, thì bác sĩ sẽ gọi là chích dục sinh cho em để có cơn gò. Chồng em kêu là mất công đã lỡ rặn rồi, sợ em bé nó ngộp hay sao đó thì cũng phải mổ, trước sau gì cũng phải mổ. Nên là thôi em quyết định theo ý của bác là thôi em mổ luôn. Em bị đẩy vô phòng mổ là người em nó sợ mà nó run như nè. Lúc nào cũng, tại vì phòng mổ của em thì cho chồng vô được, em cứ quay qua, chị ơi chồng em đâu, chị ơi sao chồng em chưa vô. Mà lúc đó em chích vô cái lưng rồi, em thấy ủa sao chồng em chưa vô nữa. Chị ơi có khi nào chồng em không vô? Xong rồi cái lát hồi cũng phải hối chồng em ơi nó kiếm em dữ quá, em vô đi em ơi, lẹ đi em ơi. Xong rồi sau đó chồng em mới có mặt, là lúc đó em đã lên bàn mổ rồi, bác sĩ đã che hết màn rồi, là ổng mới lù đù đi vô. Lúc đó em làm gì vậy? Dạ tiệt trùng, xong rửa tay, tắm rửa từ từ. Em đợi gần chết luôn, mày xanh hết trơn. Xong rồi cái quay qua cái ổng chui xuống vậy nè, ổng không dám nhìn. Em hỏi ổng làm gì vậy? Xong nhìn thử con mình coi rồi chụp hình nó. Thôi không dám luôn, kêu vô đây làm gì vậy trời, kêu vô đây làm gì vậy trời. Ổng không nói em vậy á. Hả? Sụp đổ quá. Đâu mà ổng chui xuống vậy, chui xuống cái màn giống như em nằm vậy nè, ổng chui cái đầu ổng kế bên cái đầu em vậy nè. Hai cái đầu chụm vô nhau. Em ơi lúc đó y tá ekip người ta có nói gì không? Y tá ekip không nói gì hết, tại vì lo tập trung làm. Nhưng mà ổng thấy lâu á, tại vì tử cung em ôm em bé chặt nên là bác sĩ lôi hơi mạnh á. Nhiều khi là em muốn rớt xuống giường luôn á. Cái ông kêu làm gì mà sao lôi mạnh như vậy, mà ông nói rất là nhỏ, ông sợ người ta nghe. Cái xong em đâu biết đâu, sao anh không lên nhìn. Cái ông nói thôi đi bà. Thôi đi bà. Giận luôn á, gặp chị là chị giận luôn á. Trời ơi em nói ê đừng có chọc tao cười. Em nói chị với ông mày tao, ê mày đừng chọc tao cười, lát hồi tao cười hết con dằn ra. Đó là diễn biến trong phòng xanh của em đó Phùng. Thì em không thấy đau nữa, lúc đó là không còn đau nữa, vẫn rất là bình tĩnh để nói chuyện với ổng. Em kêu đừng có nói to quá, em kêu nó chọc em cười em sợ bác sĩ làm rung 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 rung. Bác sĩ làm. Thế tới lúc mà con em ra nhà nó khóc oe 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 là ổng vừa cười mà nước mắt khóc 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 mà cứ như vậy đó cười. Ổng em hỏi anh làm gì vậy? Xong rồi cái ổng mới nói là hả, thiệt luôn á, nhìn con mà không biết nên khóc hay nên cười. Sao nó xấu, sao nó xấu. Em sợ bác sĩ nghe em kêu nói nhỏ rồi ba. Mà lúc đó bác sĩ bắt đầu ẵm con ra là đặt lên người của em. Ổng cứ nhìn con ổng hoài giống như là một cái sinh vật gì đó rất lạ luôn. Anh làm ba rồi hả? Ủa anh làm ba rồi hả? Đó là cú sang chấn tâm lý đó em. Cục nể đâu ra? Cục nể đâu ra? Sau lát hồi ổng đi ổng chụp con ổng làm đủ trò hết. Thì em là bắt đầu bị đẩy vô phòng hồi sức rồi. Mà phòng hồi sức thì có vẻ như là em là người khỏe nhất trong phòng đó. Em không biết sao mà tự nhiên trong còn thuốc tê hay sao không có đau gì hết trơn á. Cái em cũng hỏi bác sĩ là ủa bác sĩ ơi khi nào em được ra. Cái bác sĩ kêu là nằm cũng 3-4 tiếng để theo dõi.
mà em nằm tới 1 tiếng mấy đồng hồ em ráng em ngủ mà em không ngủ được. Cái em nằm hoài, em đợi đến 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng, chị ơi chị ngó giùm em cái coi em xong chưa để em ra. Cái xong bác sĩ cũng kêu thôi chắc tao đẩy mày ra luôn. Cái bắt đầu là tối á, em á, thì bị cái là còn nhỏ, còn trẻ con quá. Ba mẹ em thì đi về hết, ở trong đó thì không có cho người thân ở lại. Ông xã em ở lại thôi, người ta có giữ con mình mà. Đẩy con đi luôn. Đẩy con cho người ta giữ luôn. Ngủ, tại vì hai vợ chồng dành nhau ngủ. Em cũng không biết là cho con bú là cái đó không ai nói gì hết á. Em lo ngủ trước đã. Cái em đẩy qua bên phòng bên y tá chăm sóc buổi đêm đó. Xong rồi tới sáng hôm sau em dậy á, đứng lên đi á, thì em nằm thì thấy vẫn còn nhẹ lắm. Cái bắt đầu đứng lên á là lần đầu tiên em cảm thấy chính ông trời mà đè xuống em vậy nè, giống như là trời sập luôn vậy á. Em nghĩ không đau, nhưng mà thật sự sao đứng lên đau thiệt. Đau thiệt. Petito, siro ăn ngon, ba tác động, từ tháo dược chuẩn quá châu Âu, dành cho trẻ biến ăn. Khi xong em cho con bú, cái đó, lúc đó thì em không có ra sữa nhiều. Nó rất là ít luôn, mỗi lần em bơm ra có 10ml à. Mà con không đủ bú. Tại vì khi mà đẻ ra thì phải cho con uống sữa liền. Mà em không biết, em cho con uống sữa bột á, thì cảm thấy trong lòng mình sao tự nhiên bị dây dứt hả? Dạ đúng rồi, dây dứt lắm luôn á. Cả ngày cắn rứt luôn. Cái em cũng ráng cho nó bú, mà sao càng bú càng đau, em không biết sao nữa. Cái lúc đó em cũng hỏi bác sĩ, ủa bác sĩ ơi sao mà nó bú mà nó đâu có răng mà sao nó cắn em đau dữ vậy. Cái bác sĩ mới nói là thì ban đầu á, là nó sẽ bị rợp cái đầu ngực ti. Mà em lại không có cái đầu ngực nữa, cho nên là phải ráng mà phải nút ra, hút ra á, phải mua cái đồ hút ra để cho con có thể ngậm vào được. Cỡ tầm 3 ngày đầu luôn em ra ít sữa lắm, em cứ dùng máy em hút, phụ thuộc vào cái máy nhiều quá. Nhưng em nghĩ là chắc hút ra là nó sẽ ra sữa nhiều, nhưng mà thực tế thì em sau này em mới tìm hiểu là phải cho con bú. Con là cái máy mà hút sữa của tự mình nhiên nhất, dạ đúng rồi, hiệu quả nhất. Sau đó thì về thì em cũng cố gắng cho con bú, tại đau quá em chịu không nổi, em cứ thôi chắc máy hút nó đỡ đau hơn là nó. Thì tới lúc mà nó bú mà em đau quá mức luôn á, mà em nằm em vừa bú vừa khóc không suy nghĩ. Tại sao thấy không? Vui một lần thôi mà tới bây giờ lại khổ như vậy. Đó. Bây giờ tự nhiên nó cắn vậy, hết ba nó cắn rồi tới con. Mà mình phải chấp nhận, mình phải ngồi mình chấp nhận, mà mình không la nó được, mình cũng không làm gì nó được. Em ơi, con em giờ mấy tháng rồi? 2 tuổi. Ôi trời ơi, cái suy nghĩ của một bà mẹ cách đây 2 năm. Mà bị cái rất là mắc cười. Ông chồng em kêu á, nói với lại mẹ chồng em, buổi sáng ông qua ông phụ em, buổi tối ông về. Mẹ chồng em kêu không, không, mày phải ở bên đó luôn, vợ mày ở đâu mày ở đó, không cho về, cấm cửa. Đúng chuẩn mẹ chồng, phải như vậy đó. Rất là cảm ơn bà nội nha. Đúng. Bởi vì có những bà mẹ chồng rất là ngộ, đó là trong cái giai đoạn lại mà tách ở con trai mình ra, là tách hẳn ra luôn, nên nó gây nên cái sự trầm cảm cho người phụ nữ rất là nhiều luôn. Khoan không bà nội, em thấy là trong tháng thì ổng rất là ngoan luôn, mà về nhà mẹ ổng rồi á, bùng nóng, không phải bùng nóng, cái có chuyện gì mami ơi. Đó là bên nhà em thì đâu có sai được, tại nhà vợ mà, cái gì cũng làm hết á. Vậy nhưng mà bà nội luôn có mặt kịp thời. Dạ đúng rồi, từng tiếng kêu bà nội thì không làm gì, ở nhà không thôi đó. Cho nên là phụ được, hai bên gia đình rất là khăng khít với nhau, cho nên là vấn đề là em hay nghĩ là chắc mình sẽ không có bị mình sẽ bị trầm cảm sau sinh bỏ quên đây. Đúng rồi. Nhưng mà sau đó mình dính vô, nhưng mình cũng không biết là mình đã dính vô. Đúng. Em đọc sách là tập cho con easy rồi tự ngủ rồi tự này tự kia, phải ráng nghe tiếng con khóc. Em thì ráng chịu đựng nghe tiếng nó khóc, còn ổng thì xót, ổng xót con. Ổng thì không chịu, ổng la em, ổng hỏi là tại sao mà em lại để cho nó khóc, mà kiểu như khan cả tiếng như vậy. Rồi ổng cứ kiểu trách móc những cái mà em kiểu như muốn tốt cho con. Tức là hai vợ chồng không có thống nhất với nhau trong cái việc chăm con. Đúng rồi, ổng không thức khuya được, kiểu như con mà khóc một cái ổng ngủ luôn. Ổng giống như là không nghe nó khóc cái gì hết. Nên là em rất là sợ, em mới nói thôi để em chăm đêm nha, ban ngày thì để em ngủ. Trước khi cưới á, lúc nào đi ngủ cũng nói chuyện tâm sự với nhau, mà bây giờ không còn những thời gian cho nhau luôn, cứ quay quần bên nó hết ngày. Có nhiều khi á, giống như con mà khóc quá ổng cũng kiểu như khó chịu á, cái mình nghĩ ồ tại sao con khóc mà ổng lại khó chịu, mà trong khi ổng bắt mình dỗ, hay là ổng không còn thương con nữa, hay là ổng thấy nó phiền. Tự nhiên bao nhiêu cái suy nghĩ nó ập đến em, rồi bắt đầu em khó chịu với ổng.
và tự nhiên mình có thái độ. Ổng cũng không biết những vấn đề mà gọi là trầm cảm rồi này nọ đâu. Ổng chỉ thấy rằng là con vợ tự nhiên. Đúng rồi. Trái tính trái nữa. Chiều con không đã rồi còn phải chiều con vợ nữa. Ổng quá mệt mỏi luôn. Có nhiều khi á, ổng không thèm nói chuyện gì với em hết. Giống như là ổng cũng thôi kệ đi em, nói gì kệ em. Em thì tức chứ, không nói mà không nói lại, xong mà tự nhiên mình nói lại không nói lại, mà nói lại thì mình kêu là tại sao ông trách móc mình. Có đợt á tụi em gây nhau những thì vấn đề về con thôi, cái em đuổi ông xuống giường nằm, tự nhiên ông muốn xách gói ông đi, em đuổi ông đó, đi nhưng ông phải không được đi, ông xách gói ông đi xuống giường nhớ nằm. Nha mấy anh, vợ đuổi nhưng mà phải không được đi, vợ đuổi nhưng mà phải không được đi thì mới nó mới đúng. Thì em tưởng là ông nằm thì ông mới suy nghĩ về những vấn đề nãy à. Không, mình cứ nghĩ là anh phải xuống anh trăn trở anh cũng cảm thấy chúng ta đã quá xa cách nhau, anh nghĩ là chúng ta nên nhìn lại mối quan hệ này. Em tưởng là sẽ lên năn nỉ em nhưng mà không ngờ ông ngủ luôn rồi, bắt đầu ấm ức khóc. Ủa, cái kiểu khóc ban đầu là để cho nước mắt nó chảy, xong hồi thấy lâu quá không có tín hiệu bắt đầu giả bộ có tiếng nấc. Đúng rồi. Để bên kia nghe, của ai không thấy nghe, bắt đầu khóc to lên, bên kia vẫn không nghe. Hành động kế tiếp sẽ là ngồi dậy cầm cái gối đập xuống cái đùng đó. Không, em không đập gối cái đùng, em giả bộ em đi vệ sinh em đập cái đùng đó. Thức con cái ông nhìn con nhỏ này làm gì xong ngủ nữa tại ông mệt quá rồi. Cái cơn stress kéo dài đó như thế nào? Ổng làm việc ổng, em làm việc em, không muốn nói gì hết trơn, đêm nào em cũng khóc hết á. Hay là chắc là bây giờ em ôm con em đi, em nghĩ là thôi chắc bây giờ em cũng nuôi con em được, em cũng có khả năng, mình nói ổng là ly dị đi để coi ổng như thế nào. Mà em cũng nghĩ là hồi lỡ ổng bữa giờ ổng vậy ổng chịu thiệt thì sao. Em có rất là nhiều suy nghĩ trong đầu của em luôn, không biết là những cái đó nó bắt nguồn từ đâu luôn á. Từ cái chuyện là có thể là bản thân chúng ta chưa có kịp ổn định. Đúng với rồi. Trước tiên là về cơ thể, tại trời ơi, sinh em bé không phải là tự nhiên là đẩy một đứa em bé trong bụng ra là sinh em bé, nó cả một hệ thống cơ quan của chúng ta. Hai đó là gì, đó là cái vai trò làm mẹ áp lực nặng nề và mình cũng không có đủ sự bình tĩnh để nghĩ về những việc đó một cách bình thản hơn. Và thêm cái nữa là những cái nỗi lo hãi, những cái nỗi lo hãi của phụ nữ sau sinh, vị thế nè, về nhan sắc nè, về ông chồng nè, về cái việc là ủa rồi bây giờ thực ra là mình còn đủ gọi là đủ trọng tâm đối với người ta không. Thì đó, những cái suy nghĩ tiêu cực của em lúc đó hình thành rất là nhiều. Ngày hôm sau em kêu ngủ đêm tới sáng đi, ngày mai sẽ nói chuyện. Mà cuộc nói chuyện này là cuộc nói chuyện không liêm sỉ. Em sẽ nói ra những cái mà anh đang mắc phải, nhưng mà em đang thấy như vậy. Thì hai vợ chồng đêm hôm đó thì cũng ngủ, xong sáng hôm sau dành thời gian ngồi nói chuyện. Chuyện thứ nhất mà em muốn là đuổi không được đi. Em nói thẳng luôn, tại vì khi mà anh đi như vậy á, không giải quyết được. Em càng đẩy anh phải càng ở lại. Thường là những người sau sinh á thì cũng sẽ mắc phải những cái vấn đề trầm cảm này. Anh có thấy em thay đổi không? Cái ổng mới nói là em, anh thấy rất là thay đổi luôn. Nhiều khi mà em bực những thứ, giận những thứ vô cớ, vô lý. Anh là đàn ông con trai làm sao mà anh hoa mỹ lời này lời kia. Nhưng mà nhiều khi anh nói cái lời đó thì em cứ nghĩ nó dịu thôi, nghĩ nó nhẹ thôi, chứ không phải là nghĩ là anh đang trách móc gì em hết. Mình nói được ra để mà mình có thể được giải tỏa giống như chị Lan mô tả đâu. Yeah. Mà nó còn nhiều hơn cái điều đó nữa, đó là gì, đó là mình không có hiểu lầm. Đúng rồi, không phải là nói ra dễ đâu. Ừ. Nói rất là khó, và vấn đề mà mình nghe ngược lại nó còn khó cực hơn khó. Cũng không chỉ trong hôn nhân, còn đối thoại được là còn cơ hội. Đúng rồi, đúng rồi. Là khi các bạn muốn người khác nói thì các bạn phải nghe, chứ khi mà chúng ta yêu cầu người khác, ừ bây giờ em có gì em nói thẳng ra với anh đi, nhưng khi người ta nói thì mình lại không nghe, nó vẫn còn cái liêm sỉ đó. Thôi, cuộc đối thoại là phải gạt bỏ hết liêm sỉ để giữ hạnh phúc vợ chồng. Rồi bây giờ thì mình có những cái lời lẽ nào để mình nhắn gửi đến những người mà mình cần nhắn không? Gửi lời đến anh đó là khi mà bây giờ ngồi kể lại á, nghĩ lại những cái khoảng thời gian mà anh đã làm cho em, giống như là một người đàn ông mà làm quá nhiều thì cảm thấy là em cảm thấy là bản thân em rất là sai khi mà đã có một khoảng thời gian làm cho gia đình mình buồn đến mức như vậy. Hy vọng là anh không có giận em, cũng chỉ là một cái mùi vị trong cái tình yêu hôn nhân của tụi mình thôi, để tụi mình rút kinh nghiệm ra sau này lỡ như có đứa nữa mình không có bị dính vào những cái mà mình đã từng làm. Cảm ơn cái câu chuyện của em mang đến, cũng như là cảm ơn sự chia sẻ của em. Dạ alo, em chào anh. Bây giờ thì mình tự tin mình giới thiệu về tên tuổi, họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, công việc của mình, về bản thân ấy, những cái thông tin của bản thân mình ấy. Tên Nguyễn Xuân Trương.
Rồi, ngày tháng năm sinh, công việc hiện tại. 9 tháng 3 1987 ở 88. Anh trường đang làm công việc gì? Đang lái xe taxi. Tài xế taxi đúng không? Cho cái viên xanh ấy đúng không anh? Vâng ạ. Hiện tại anh đang làm ở đâu? Và anh đang làm ở đâu và sinh sống ở đâu? Ở vùng Tàu. À, hiện tại đang ở Vũng Tàu. Anh chạy vậy là thu nhập bình quân của mình là bao tiền tháng? Bình quân tháng với khoảng 15 triệu. Đúng rồi, bình quân là 15 triệu tháng. Rồi. Anh có điểm mạnh, điểm yếu gì? Tính cách của anh như nào? Đã sao rồi, đừng hoa đâm. Rồi. Thích vui vẻ, thích náo nhiệt. Dạ rồi, tiếp đi. Đi ra đi, nó hỏi này. Rồi, anh từng làm gia đình chưa? Dạ thôi. Rồi, từng lập gia đình. Hai vợ chồng sống với nhau là bao nhiêu lâu? Kể về cái cuộc tình đó đi anh. 2 năm, sống với nhau 2 năm. Có con cái không? Chưa, không. Chưa có con. Rồi mới sống với nhau 2 năm thì sao là ly hôn ta? Này hiện bồng bột quá, sống nửa nào chịu nhường nửa nào á. Không ai chịu ai rồi. Hay cãi nhau trong gia đình ấy. Ok. Thế sau đó thì anh có tìm hiểu thêm những mối quan hệ khác không? Không. Anh đăng ký tham gia bạn muốn hẹn hò để làm gì? Để hỏi vợ. Anh mong muốn tìm cô gái như thế nào? Cô gái ngoại ngoan hiền. Ngoan hiền. Rồi ok. Tiếp. Cao từ 1m50 đến 1m60. Rồi. Công việc nghề nghiệp tính cách. Công việc nghề nghiệp tính cách. Công việc thì công việc gì cũng được, miễn năng là kiếm đồng tiền chân chính là được. Rồi. Còn gì nữa không anh? Anh không thích phụ nữ như nào? Anh không thích phụ nữ như nào? Chịu chồng. Có thương chồng. Rồi. Dạ em cảm ơn anh nha, thì ngày hôm nay là cái buổi mà làm quen với anh. Nếu mà tìm được phụ nữ phù hợp với anh thì chương trình sẽ liên hệ lại với anh nha. Vâng ạ. Dạ em cảm ơn anh. Phan Ngọc Phú, rồi. Dạ. Em sinh ngày 18/2/1996, quê quán Mỹ Hưng Đông, Chợ Mới, An Giang. Nghề nghiệp này anh đang làm quản lý chị. Quản lý quán karaoke ở đâu? Quản lý thì em làm ban ngày em làm cho nhà, ban đêm em đi làm
thêm làm ở vài công ty ấy chị. Ừ, vậy là quản lý quán karaoke của gia đình ở nhà. Dạ. Là ở Chợ Mới An Giang luôn. Dạ, cho chị em ở trên Sài Gòn á, chỗ gần gần chỗ em làm bảo vệ luôn chị, phụ tiếp vài tiếng đồng hồ xong rồi em đi làm ca đêm từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng cho làm cho công ty bảo vệ á. Còn buổi sáng thì em làm quản lý quán karaoke cho chị em. Dạ. Dạ. Là ở đâu? Ở đâu ở Sài Gòn quận mấy? Dạ. Ở quận Bình Tân luôn chị. Ừ. Rồi. Rồi buổi tối là đi làm bảo vệ ca đêm. Dạ dạ. À, quán karaoke của chị mà phải đi làm bảo vệ nữa. Chị có làm như vài tiếng đồng hồ chị, tại quan trọng là em làm việc khác á, làm bảo vệ thôi. Em làm bảo vệ vệ cho công ty nào? Dạ em làm bảo vệ cho công ty dịch vụ là Rồng Đông Nam Á. Mục tiêu của anh đang trực đó là chung cư Akagi á chị. Rồi lương tháng thu nhập của mình bình quân của hai công việc là bao nhiêu? Thu nhập bình quân thì cũng gần 9 triệu rồi chứ. Ừ. Dạ. Rồi. Mình nói xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình, về sở trường tài lẻ của mình đi em. Điểm mạnh của em thì sở trường của em thì để mà nó méo nha, em có không chưa có nắm hết được nữa chị, em nên em cũng chưa được chia sẻ được. Là sao ta, điểm mạnh của em là gì, điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh của em á thì tính thì cũng hơi nóng, cũng hơi cọc cằn tí xíu. Cái điểm yếu của em á thầy hay có một cái cồn hay là một cái cảm xúc nào đó hay bạn bè chơi nhau chị, thì có một cái cảm xúc mà đồng quan điểm của em á thì sẽ điểm yếu là sẽ dễ gần gũi hơn. Còn về điểm mạnh của em á thì em thích chơi thể thao, chơi thể thao như chạy bộ hoặc là như chạy bộ rồi chị. Ừ, rồi ca hát gì được không em ơi? Dạ ca hát thì không. Ừ. Không được chị ơi, tại được. Vì em thì em bị viêm họng quá vậy. Rồi tình trường của em thì như thế nào, rồi có mấy mối tình? Dạ, thì mối tình đầu tiên của em là chỉ có một mối tình thôi chị. Em cũng chia tay đến nay cũng hơn một năm nay rồi. Lý do vì sao chia tay? Lý do là hai người không còn quan điểm á. Mình cụ thể đi, không cùng quan điểm là không cùng quan điểm gì em? Dạ, như là không hợp á. Với lại em làm một cái việc gì đó để em làm một cái gì đó bạn cứ ngăn cản không thích. Cái thứ hai nữa là sống gần nữa hơn nửa tháng thì không hợp nhau quá chị. Ừ, là tụi em đã có sống thử rồi. Dạ. Ừ, xong rồi ở chung luôn nhưng mà sống ở với nhau nửa tháng rồi là cảm thấy không hợp. Không, cũng gần 6 tháng hết chị. À, 6 tháng rồi cảm thấy không hợp. Ừ. Dạ. Rồi ok, thì bây giờ em nói về xíu về mẫu hình của em đi. Em thích mẫu hình như thế nào? À, em thích mẫu hình là bạn gái cao từ khoảng 1m60 trở lên.
Cân nặng thì cũng là 50 đến 55 kg. Rồi, ok, thì chương trình đã ghi nhận hết những thông tin của em ở đây. Thì đây chỉ mới Nhiều là quá chị. cách đầu tiên thôi, ở những bước đầu thôi. Nếu như là em được lọt vào vòng 2 của chương trình thì bên chương trình cũng sẽ có biên tập. Tôi quán cũng như là công việc hiện tại của mình nha. Dạ. Anh chủ động giới thiệu đi anh. Họ À, tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như là công việc của mình. Đầy đủ chi vâng. tiết. Rồi anh giới thiệu đi. Là mình tên là Trần Công Huy ạ. Sinh năm 1989 ạ. Quê ở Nam Định ạ. Rồi. Hiện tại cũng ở Nam Định luôn. À, hiện tại mình đang ở Hà Nội ạ. Anh đang công tác công việc gì? Mình đang bên giao hàng ạ. Giao hàng cụ thể và chi tiết của em là mình làm ngành nghề gì ta? À, ship hàng cho khách hàng ạ. Ship hàng, ship là ship lẻ theo đơn hay là làm mình làm trong công ty? À, ship lẻ theo đơn ạ. À, thu nhập bình quân của anh bao tiền tháng? 12 triệu một tháng ạ. 2 triệu tháng. Có nghĩa là có ai có nhu cầu thì mình có làm theo công ty nào ship hàng không? Mình có làm Grab hay là cái gì không? Có đơn vị nào Có đơn vị công ty ạ. không? Công ty mình là gì ạ? Công ty Ahamu ạ. Rồi. Anh có điểm mạnh điểm yếu gì? Anh Mình có thì điểm mạnh điểm yếu gì? điểm mạnh là về vấn đề như nào, tại vì là mình cũng Mà tính cách của anh là một con người như thế nào? hiền ạ. Hiền. Vâng, dạ. Hiền và À, cái gì đó không nói. không hút thuốc. Vâng, không ăn chơi ạ. Không mua thuốc, không ăn chơi. Anh học Dạ vâng vấn ạ. của anh là bao nhiêu? Dạ. Học À, vấn của anh là bao nhiêu? 9 trên 12 ạ. Học vấn 9 trên 12. Rồi, hiện tại là nhà mình là còn mọi người đang ở Nam Định hết hả? Dạ vâng ạ, bố mẹ đang ở Nam Định hết ạ. Rồi. Anh ở trên anh làm nhà trọ à? Không, mình ở cùng anh chị mình ạ. Đang Hà Nội ở cùng anh chị có nhà rồi ạ? Đúng rồi, anh chị có nhà. Anh chị ruột luôn ạ? Anh chị ruột đúng không? Anh chị ruột đúng Anh chị họ, bên anh chị họ. không? Rồi. Trước giờ là Huy trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 3 mối tình ạ. 3 mối tình rồi. À, mối tình sâu nặng nhất là bao nhiêu năm và diễn ra như nào? Mình kể kể cho nhau nghe một chút xíu Dạ, là mối tình đấy là kéo dài em sâu đậm nhất là 1 năm ạ. Còn mấy mối tình kia chỉ trong vòng mấy tháng ạ. ha. Mối tình sâu đậm nhất là 1 năm thì nó diễn ra như nào á? Kiểu mình Là tả chi tiết một tí. Thì là hai bạn quen nhau trong hoàn cảnh nào? Hai bạn quen nhau trong hoàn cảnh nào? Trong không gian như nào? Và tìm hiểu nhau lâu không? Và cô gái đó là cô gái như thế nào? Rồi anh tự tự nói nhé, tự dẫn chuyện nhé. dạ vâng, là cô là mình quen nhau ở trên cô đấy là khách hàng của mình ạ. Mình cô đấy có vào mua hàng thì mình quen cô đấy trong cũng nói chuyện cũng thấy hợp nhau được 2 3 tháng thì mình với cô ấy hợp nhau là yêu yêu nhau. À vâng ạ. Đây là tại vì là kiểu là lúc đài nói là em không nghe rõ. Vâng ạ, dạ. Alo, Vâng ở đây ạ. tại sao lại chia tay? Cái mối tình ấy tại sao chia tay? À là bên đấy người ta có gia đình ạ. Người ta lập gia đình ạ. Mình À đi rồi. làm xa quá mà người ta có lập gia đình trước rồi ạ. Người ta về làm người ta không chịu mình là người ta lập gia đình ạ. Rồi. Vâng. Bây giờ anh mong muốn chương trình tìm cho mình một cái mẫu người như thế nào? Đúng đã. Là một người bình thường cũng hiền 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 ạ.
cũng biết nội trợ. Hiền biết nội trợ. Công việc nghề nghiệp quê quán. Công việc nghề nghiệp quê quán. À, cũng làm có văn phòng hoặc công ty gì đấy cũng được ạ, hoặc là buôn bán nhỏ nhỏ cũng được ạ. À, Huy là sinh năm 89 à? Đã mong muốn được bạn gái sinh năm nhiêu? Sinh năm 96-97. 96-97 là được. Rồi, ok, cảm ơn anh. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu làm quen ban đầu. Thì nếu mà tìm được người phù hợp cho anh thì chương trình sẽ liên hệ lại với anh nhé. Dạ bằng là bạn đấy người Hà Nội cũng được ạ. Rồi, ok, cảm ơn anh. Dạ bằng em cảm ơn anh ạ. Rồi, em chào anh ạ. Phải hỏi tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi cũng như là quê quán công việc hiện tại của mình nha. Em tên là Tiếu Nguyễn Tiên, em sinh ngày 5/12/1991. Em quê quán tên ở gì Sài Gòn. Tên là gì? Em tên là Mỹ Tiên. Nguyễn Tiên. Dạ, Khiếu Mỹ Tiên. Khiếu Nguyễn Tiên. Dạ. Khiếu, năng khiếu á. Mỹ à, Tiên. Rồi. Dạ. Khiếu Nguyễn Tiên. Mỹ. Khiếu Mỹ Tiên. Đúng bạn rồi. Bạn nói to của mình xíu nhé. Em tên là Khiếu Mỹ Tiên ha. Em sinh ngày 5/12/1991. Em là ở Sài Gòn luôn. Hiện tại thì em đang làm thu ngân ở một bán mắt ở Sài Gòn mình. Làm thu ngân hả? Dạ đúng rồi. Thu ngân cho công ty gì? Dạ, một cái phòng khám mắt tư nhân á. Phòng khám mắt tư nhân rồi. Dạ. Tiên có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh thì chắc là em lắng nghe tốt. Với lại cũng như là khi mà nói chuyện cái gì đó thì em sẽ đặt mình cho cái vị trí của người khác để suy nghĩ tốt hơn á. Đặt mình vô vị trí người khác. Rồi. Dạ đúng rồi. Điểm yếu? Điểm yếu là em hơi nóng tính. Hơi nóng tính. Ít khi mà em bộc lộ cái sự nóng tính nó ra thường mà em sẽ im lặng luôn. Khi mà em bộc lộ ra rồi là rất là nóng rồi. Rồi, ok. Cái này em hay quên nữa. Hay quên. Rồi, Tiên từng có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình chính thức rồi. 2 mối tình chính thức, mối tình nào lâu hơn? Lâu hơn thì mối tình đầu tiên là lâu hơn 9 năm rồi. Nhưng mà chia tay lâu lắm rồi. 9 năm. Mối tình đầu 9 năm thì là... mối tình đầu 9 năm thì bạn lý do tại sao mà chia tay? Khi đó mình thấy là bạn em nó phụ thuộc gia đình nhiều quá. Xong rồi em cũng có nói với bạn nó là thay đổi tự lập hơn đi, bước ra khỏi gia đình để tự lập mình á. Nhưng mà bạn không có làm được. Xong rồi bạn thay đổi thay em luôn, chứ bạn không có thay đổi tính cách của mình. Rồi. Tiếp theo là mối tình thứ hai. Là mối tình thứ hai thì quen nhau được 4 năm. Mình cũng chuẩn bị làm đám cưới rồi này kia hết rồi, cũng đăng ký kết hôn xong hết rồi. Nhưng mà tới cái ngày mà chuẩn bị cưới á, thì gia đình nhà em có phát sinh công việc á.